cả nhà, chào cả nhà đã quay trở lại với căn bếp của Daisy Kitchen. Thì đây là chiếc bánh mình làm nhân dịp sinh nhật bé nhà mình. Thì mình có quay lại clip với hy vọng là sau khi mọi người xem xong, mọi người sẽ có thêm ý tưởng để trang trí bánh và có thể là tự tay làm được một chiếc bánh để tặng những người thân yêu trong gia đình của mình. Bây giờ nếu mọi người thích thì mời mọi người vào bếp cùng làm với mình nhé. Mình đã từng chia sẻ nhân mứt dứa, kem bơ và cách chà láng bánh kem, thì mình sẽ để link ở phần mô tả video để mọi người tiện theo dõi. Trước khi bắt tay vào trang trí bánh kem thì mình sẽ đi pha màu. Mình sử dụng ở đây là 40g kem bơ, sau đó mình sẽ dùng màu xanh thực phẩm dạng gel để pha màu xanh để tạo những cái cây. Mình cứ cho từ từ cái màu thực phẩm này đến khi mà mình thấy cái màu nó ưng ý rồi thì mình dừng lại. Mình sẽ pha đậm hơn. Sau đó mình sẽ cho tiếp cái kem bơ vào để trộn. Làm như thế này thì mình pha màu nó dễ dàng hơn, tức là mình trộn màu nó dễ đều màu hơn là mình pha trực tiếp vào một cái lượng lớn kem bơ. Sau khi trộn đều màu với 40g kem bơ thì mình sẽ cho tiếp tục vào đây 100g nữa. Như vậy là tổng lượng kem bơ mình sử dụng để pha màu xanh là 140g. Đối với kem sô-cô-la thì mình sẽ sử dụng sô-cô-la dạng chip 45% cacao. Ở đây mình sử dụng là 80g. Thì cái như mình nói ở video trước thì nếu mọi người sử dụng cái loại sô-cô-la mà nó có phần trăm cacao càng cao thì nó sẽ càng đắng. Sau đó mình sẽ cho vào một cái chén và mình sẽ cho vào một cái thau hoặc là cái tô nước nóng để mình làm tan cái sô-cô-la này ra. Sau khi làm tan xong thì mọi người nhớ để nguội hoàn toàn trước khi cho vào kem bơ để trộn. Nếu mà trộn còn nóng á, thì phần kem bơ của mình nó sẽ bị chảy nước. Sô-cô-la sau khi để nguội mình sẽ cho và trộn với 300g kem bơ. Và mọi người cần lưu ý là cho dù là kem bơ hay là kem tươi đánh bông, trước khi mình chà láng hoặc là mình bỏ vào túi bắt kem để mình bắt bông hoặc là bắt đuôi sò thì mình luôn luôn trộn kem trước khi chà láng hay là bỏ túi bắt kem. Làm như thế này thì mình sẽ hạn chế tối đa những cái bọt khí lớn, thì làm cho kem của mình nó sẽ được mịn màng hơn. Với phần kem bơ còn lại thì mình sẽ sử dụng để chà láng bánh lần 1. Thì đây là cái công thức kem bơ mà mình đã chia sẻ tuần trước. Với cái công thức kem bơ này thì mình có thể là để chà láng và trang trí cái bánh với size là 15cm. Để tiết kiệm thời gian thì như mình đã chia sẻ ở đầu video, mình sẽ để link cách làm bánh gato Hồng Kông, cách làm nhân mứt dứa kem bơ và cách chà láng bánh kem lần 1 ở trong cái phần mô tả để mọi người có thể là tiện tham khảo. Sau đó, sau khi mà bánh đã được chà láng và để cho nó đông lại trong tủ lạnh khoảng 1 giờ thì mình sẽ đem ra để trét cái phần kem sô-cô-la lên, tức là mình chà láng lần 2. Nếu mọi người thích thì mọi người hoàn toàn có thể là trộn cái phần kem bơ lúc mà chà láng lần 1 với sô-cô-la luôn. Sau khi chà láng lần 2 xong thì mình sẽ bắt đầu đi trang trí bánh. Mình sử dụng những cái ốc quế mà mọi người hay dùng để ăn kem á, thì mình sẽ cắt ra và mình sẽ làm những cây thông Noel. Sau đó mình sẽ đính ngẫu nhiên lên chiếc bánh, thì mình nhớ là đo cái phần cái ốc quế này sao cho nó vừa bằng chiều cao hoặc là thấp hơn cái chiều cao của bánh.
Mình cứ cắt ngẫu nhiên để cho cái bánh của mình nó được nhìn tự nhiên hơn. Sau đó mình sẽ dùng một cái dao chà láng gấp khúc để mình trát cái phần kem màu xanh lên. Mục đích của việc trát kem như thế này là để khi mình bắt những cái lá thông á, nó sẽ dính vào cái ốc quế này. Sau đó mình sẽ dùng đuôi số 30 để mình bắt những cái lá lên. Rồi mình sẽ rắc đường bột lên để tạo tuyết. Sau đó mình sẽ sử dụng hai chiếc xe đồ chơi. Xe này là xe xây dựng gồm có xe ben và xe xúc đất. Rồi mình sẽ dùng một cái cây ốc quế nữa. Mình cũng làm tương tự như ban đầu, tức là mình trát kem lên trước. Sau đó mình sẽ bắt lá thông lên. Mình cũng tương tự, mình sẽ rắc đường bột để tạo tuyết lên cái cây thông Noel đó. Tiếp theo mình sẽ tạo đất bằng bột ca cao. Và cuối cùng mình sẽ cho kẹo M&M lên xe ben, cũng như là mình có thể là cho rải rác để nhìn cái bánh của mình nó nhìn tự nhiên hơn. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong chiếc bánh kem, thật đơn giản phải không mọi người? Mình nghĩ là đây là một cái chiếc bánh rất là đơn giản và những anh chị em mà chưa có nhiều kinh nghiệm về làm bánh cũng như trang trí bánh thì hoàn toàn cũng có thể tự tay làm được một chiếc bánh để tặng những người thân yêu trong gia đình của mình. Nếu mọi người có bất cứ những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Để ủng hộ mình, mọi người có thể nhấn thích video, nhấn đăng ký kênh và không quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên phải để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng những video mới lên. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.